screen, service của chúng ta là cái nhóm chung. Thì các bạn thấy rằng là từ những năm 1929 ấy, thì cái ở Mỹ, ở đây là cái dữ liệu của lực lượng lao động ở Mỹ, thì những năm 1929 thì cái tỷ lệ mà lao động ở Mỹ tham gia vào trong lĩnh vực dịch vụ thì nó chiếm đâu đó khoảng loanh quanh khoảng 50%. Tuy nhiên thì con số này nó thay đổi, tăng dần qua các năm, và đến thời điểm 2009 thì nó đâu đó khoảng cỡ 8 hơn 80% xíu. Như vậy thì các bạn thấy rằng là xét về mức độ mà tạo công ăn việc làm của cái ngành dịch vụ đó thì nó chiếm hơn 80% so với các cái ngành sản xuất khác ở Mỹ. Tương tự như vậy ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà lao động có việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đó thì nó cũng ngày càng đóng một cái vai trò, chiếm một cái tỷ lệ cao và đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Thì cái này và cái tỷ lệ của lực lượng lao động thì nó chiếm cái tỷ lệ là như nhau, để các bạn hình dung. Tức là nó có mối quan hệ với nhau, tức là nhiều vào trong GDP thì đương nhiên là cái lực lượng lao động sẽ tham gia vào trong cái lĩnh vực này nó sẽ càng càng cao. Và ở đây là con số này là hai lẻ là đâu đó khoảng trên 80%. Rồi, cái tỷ lệ mà đóng góp bởi cái ngành GDP, cái này là cái dữ liệu mà tương tự như là trong cái biểu đồ bảng lúc nãy thầy không có nói lại nữa. À, biểu đồ hình tròn lúc nãy. Và đây là một vài những cái ví dụ cho các bạn về những cái công ty mà đã mở rộng sang các cái lĩnh vực về dịch vụ. Tức là những công ty vốn trước đây là họ thuần thuần là về 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 products, thuần về là những cái sản phẩm physical products, sản phẩm vật lý, sản phẩm hữu hình. Thì bây giờ họ đã chuyển đổi và mở rộng cái mô hình kinh doanh của họ vào trong cái lĩnh vực dịch vụ. Ok. Rồi, ở đây có bạn nào biết P&G không? P&G chắc là biết đúng không? Hiện nay các bạn thấy rằng là các cái mặt hàng về tiêu dùng thì nó hai cái gà khổng lồ. Một là P&G, Procter & Gamble của Mỹ, và hàng thứ hai là các bạn hay nhìn thấy cái chữ U, dân sale hay gọi là U, là Unilever, là của Anh. Hai hàng đấy là gần như các bạn thấy từ dầu gội đầu Sunsilk này, Clear này, bột giặt Omo này, Tide này, Coca, Pepsi, vân vân, thì nó đều thuộc những cái thuộc của hai cái tập đoàn là P&G và Unilever hết. Cho nên là nó đây là điển hình của những cái sản xuất các loại hàng hóa hữu ích. Tuy nhiên thì họ cũng bắt đầu chuyển đổi vào trong lĩnh vực dịch vụ. Đấy là câu chuyện của quốc tế, còn câu chuyện ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì các bạn có thể thấy là một trong những cái câu chuyện gần đây mà báo chí nói khá nhiều là câu chuyện về việc là ở đấy các bạn đã biết Masan không nhỉ? Tập đoàn Masan Group. Hỏi check sự thế là Masan Group. Rồi mời một bạn đây. Bạn nào biết Masan Group là sản xuất những cái sản phẩm gì? Bạn nào đã từng biết biết đến nào? Các bạn nào tình nguyện không? À, không tình nguyện thì thầy gọi nha. Mời bạn Đồng Đức Minh. Minh cho thầy biết bạn biết Masan không? Tập đoàn Masan Group. Dạ có em ạ. À, Dạ em không biết ạ. không biết hả? Thế là bình thường thì mà Đức Minh ăn 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 có hay ăn xì dầu không? Dạ không ạ. Ăn nước mắm không? Dạ. Hả? Dạ ăn nước mắm ạ. À, vậy thì nước mắm ăn thương hiệu gì, ăn loại gì? Nam Ngư ạ. À, Nam Ngư. Nam Ngư là của ai? Ừ? Nam Ngư là thuộc 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 ăn Nam Ngư thì nó thuộc cái gì, thuộc công ty, tên của nó là gì? Vinsu Food đúng Dạ không? Nam em Ngư không biết không hả? nắm rõ nữa thầy. Đấy đấy là một sản phẩm của Masan đó. À, nó có cái hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, rồi trung tâm thương mại, có cái thương hiệu là Vinmart. À, Vinmart. Thì các bạn thấy rằng là Masan và Vingroup đã có được một cái bắt tay để Masan tiếp quản và mua lại cái chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi,
của Vinmark. Thì đấy chính là một trong những cái ví dụ rất điển hình của cái việc là Vinmark đã của việc là Masan đã có một cái sự chuyển đổi từ những cái doanh nghiệp là good companies, tức là doanh nghiệp sản xuất về hàng hóa thuần túy, để chuyển vào lĩnh vực dịch vụ. Bởi vì là gì ạ? Với việc sở hữu một loạt các cái hệ thống Vinsmart, Vinmark này này, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà cung cấp các cái dịch vụ, cung cấp các cái sản phẩm của Masan nó trở nên thuận lợi hơn cho cái người tiêu dùng, và nó sẽ mang đến nhiều cái giá trị gia tăng hơn, thay vì là chỉ cạnh tranh với việc là vào cái sản phẩm, những cái sản phẩm thông thường như chúng ta thấy. Thì đấy là một trong những ví dụ để các bạn thấy rằng là các doanh nghiệp, ngay cả các doanh nghiệp của Việt Nam thì cũng đã có những cái sự chuyển đổi từ những doanh nghiệp sản xuất truyền thống thuần túy, thì họ đã chuyển đổi sang thành những cái loại hình là trong đó tích hợp các cái dịch vụ để mà gia tăng những cái giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh của họ so với các đối thủ. Đấy, so với các đối thủ. Thì đấy là một cái câu chuyện chia sẻ thêm với các bạn. Đây. Thế một cái vấn đề tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu, đó chính là cái câu chuyện liên quan đến dịch vụ và cái công nghệ. Và liên quan đến cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một cái box, một có một cái bảng các bạn thấy ở trên màn hình, đó là 8 cái vấn đề, 8 cái products của những cái sản phẩm mà có cái hàm liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà liên quan đến yếu tố về công nghệ. Thì các bạn thấy rằng là công nghệ nó mang đến rất là nhiều những cái lợi ích, mang rất là nhiều đến những cái điểm đặc biệt cho khách hàng và cho các cái doanh nghiệp. Đó là nó sẽ có thể là cung cấp những cái dịch vụ mới dựa vào cái yếu tố công nghệ. Ví dụ như là các bạn thấy là máy ATM chẳng hạn, đúng không nào? Nếu như trước đây các bạn muốn rút tiền thì các bạn phải đến ngân hàng, thì các bạn hoàn toàn có thể là gì, không cần phải đến ngân hàng mà chỉ cần tới một cái máy ATM, và các bạn chỉ dùng cái thẻ, thậm chí không có thể, thay vì bạn quên thẻ, bạn có thể dùng QR code để các bạn rút tiền từ máy ATM, hiểu không? Thì hiện nay đa phần các bạn đã tiếp cận cái dịch vụ này. Ở Việt Nam chúng ta đã sử dụng cái này. Ngoài ra thì còn một số ngân hàng họ bắt đầu sử dụng những cái dịch vụ cao cấp hơn của máy ATM mà ở nước ngoài họ dùng nhiều, nhưng ở Việt Nam thì bắt đầu mới bắt đầu. Ví dụ thay vì bạn rút tiền rồi thì bây giờ bạn gửi tiền, thì đa phần hiện nay nếu các bạn có tiền, các bạn gửi tiền mặt vào trong cái tài khoản, thì các bạn phải đến quầy thu ngân, bạn nói với teller là em muốn nộp chừng này vào cái số tài khoản này, đúng không? Thì thay vì như vậy thì bây giờ một số các cái máy ATM công nghệ cao đó, ví dụ như là của một số các cái ngân hàng, ví dụ như là của TPBank hoặc là của Techcom chẳng hạn, thì các bạn có thể đưa cầm cái tiền đấy và các bạn đưa vào máy ATM, và máy ATM tự động đếm số tiền và tự động cập nhật vào trong cái số dư cho cái tài khoản mà không cần phải đến teller một cách trực tiếp gì cả. Thì đấy chính là những cái lợi thế của công nghệ mà nó có thể giải quyết được, và nó đưa ra rất là nhiều những cái điều mà nó sẽ thay đổi cái cách thức mà chúng ta cung cấp dịch vụ. Đó là một ví dụ. Rồi cái ví dụ nữa ở trong cái câu chuyện của Amazon đưa những cái công nghệ mới trong cái vấn đề là bán hàng, mua sắm online vào trong cái vấn đề là cung cấp ở trong cái dịch vụ về thương mại điện tử của họ. Cái việc mà sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để mà khai thác cái dữ liệu của khách hàng và làm nào để mà feedback tốt hơn cho khách hàng khi mà tham gia vào cái sàn giao dịch của Amazon, thì nó đã mang đến những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Rồi nó cũng sẽ cung cấp một cái cách mới, công nghệ nó cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa ra những cái cách thức mới để mà có thể là cung cấp những cái dịch vụ, chuyển giao những dịch vụ. Ví dụ như là sử dụng những cái cách thức, ví dụ như là Amazon đã sử dụng cái công nghệ là drone, cái loại drone tức là máy bay không người lái để giao hàng của họ. Và đấy cũng là một điều mà rất là, hoặc là sử dụng những cái robot giao hàng tự động ở trên phố mà không cần phải có nhân viên, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch vừa rồi thì họ đã khai thác cái này một cách rất là triệt để. Những cái sản phẩm khi được đặt hàng sau đó thì sẽ được đưa cho robot, và robot sẽ căn cứ vào cái hệ thống định vị và cái hệ thống
thông minh của họ thì có thể giao 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 hàng đến tại cái địa điểm mà người người mua mong muốn. Thì đấy là những cái cách thức, rồi nó cho phép, nó nâng tầm cái sự tương tác, cái sự cung cấp dịch vụ một cách có hiệu quả hơn giữa nhân viên và khách hàng thông qua cái sự hỗ trợ của công nghệ. Ví dụ như là các bạn thấy cái công nghệ về tele phone, công nghệ mà cuộc gọi bằng video, gọi hình ảnh, giúp cho cái tương tác, giúp cho cái quá trình xử lý những cái rắc rối của khách hàng, trong quá trình setup sản phẩm hoặc dịch vụ nó trở nên thuận lợi hơn giữa nhân viên và khách hàng. Dù rằng là khi mà do những cái khoảng cách, bất chấp là khoảng cách hoặc là thời gian cũng như là những cái rào cản về 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 dịch bệnh chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì đấy là một số những cái ví dụ để chia sẻ với các bạn rằng là cái công nghệ nó đã mang đến rất là nhiều những cái lợi ích cho những cái người cung cấp về dịch vụ. Như vậy, nhưng mà bên cạnh đấy thì công nghệ nó cũng sẽ đặt ra rất là nhiều những cái thách thức, đặt ra rất là nhiều những cái mặt trái. Thì cái mô hình mà các bạn thấy ở trên bàn, có bảng mà các bạn thấy ở trên bảng đó, là cái bảng mà nó mô tả cho các bạn sâu hơn về các cái khía cạnh là công nghệ nó có thể mang đến những cái lợi ích, nhưng mà đồng thời nó cũng đặt ra những cái thách thức, những cái mảng tối mà khi các nhà cung cấp dịch vụ cần phải phải lưu ý nếu mà áp dụng một công nghệ. Cái câu chuyện đầu tiên đó chính là cái câu chuyện về về sự kiểm soát, đúng không? Công nghệ có thể là tạo ra những cái sự thuận lợi trong cái vấn đề về đặt hàng, mua bán, trao đổi sản phẩm, nhưng mà công nghệ cũng có thể dẫn đến những cái sự gọi là phân biệt hoặc là những cái sự là không thể kiểm soát được. Rồi cái vấn đề của công nghệ nữa nó có thể dẫn đến đấy chính là cái vấn đề về tự do và vi phạm các cái giới hạn về quy định về cái quyền riêng tư. Thì đây cũng là cái điều mà các bạn cần phải hết sức là quan tâm khi mà mình sử dụng những công nghệ để cung cấp các cái dịch vụ của mình. Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là cái công nghệ đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà giám sát cái người dùng nó trở nên kinh khủng hơn, và đôi khi là người dùng không biết. Ví dụ như các bạn chỉ cần sử dụng Facebook, đúng không? Các bạn vào xem một cái quảng cáo nào đó, các bạn xem một cái tin tức nào đó, thì ngay lập tức Facebook hiểu rằng là bạn đang quan tâm đến cái vấn đề đấy. Và cứ như thế hàng ngày thì họ sẽ recommend cho các bạn những video có nội dung liên quan. Và như vậy bạn sẽ chìm đắm vào trong một cái thông tin, một cái mớm về thông tin đấy, và nó làm cho bạn không thể thoát ra nữa để mà tìm kiếm hoặc là ra những cái dòng thông tin khác, và hoặc là các bạn phải tìm kiếm hoặc phải sử dụng những cái tìm kiếm khác. Thì đây cũng là một điều rất là nguy hiểm mà hiện nay rất là nhiều người phải mắc phải, đó chính là khi mà các bạn xem một cái tin tức tiêu cực nào đó thì ngay lập tức cái tin tức đấy nó sẽ liên tục xuất hiện, và tin tức đấy là thật hay là giả thì nhiều khi chúng ta cũng chưa thể kiểm soát được. Và đấy cũng là một cái điều nguy hiểm khi mà các nhà cung cấp dịch vụ thông qua sử dụng cái công nghệ phải hết sức là cẩn thận. Mà rồi cái rồi những cái vấn đề về cạnh tranh, đúng không? Công nghệ thì có thể là tạo ra một cái sự cạnh tranh do cái lợi thế mà những cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có được từ cái công nghệ đấy, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ tạo ra những cái thách thức về của cái sự cạnh tranh này. Đó là cái sự cạnh tranh này nó trở nên không hiệu quả khi mà những cái công nghệ này nó được phát hiện một cách nhanh chóng hoặc là nó bị bỏ qua, và nó làm tạo ra những cái sự nguy hiểm trong cái vấn đề cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau, vân vân. Thì đây là cái bàn mà nó chia sẻ với các bạn về những cái lợi cũng như là những cái bất lợi mà khi sử dụng cái công nghệ chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Lưu ý. Tiếp theo một vấn đề rất là quan trọng mà muốn chia sẻ với các bạn, dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với các bạn, đó chính là cái vấn đề về những cái đặc điểm của dịch vụ. Khi mà chúng ta so sánh với các loại hàng hóa thông thường, tức là những hóa vật lý thông thường, thì có bốn cái đặc điểm của dịch vụ mà các bạn phải nắm. Thứ nhất là intangibility, tức là tính vô hình. Dịch vụ luôn luôn là có một cái đặc điểm, đó là nó có cái tính vô hình, tức là chúng ta không thể hoặc là khó lòng để có thể sờ mó cầm nắm, tức là những cái
chất những cái tiếp cận vật lý thông thường. Đặc điểm thứ nhất là tính vô hình. Đặc điểm thứ hai đó là heterogeneity, tức là cái tính không đồng nhất. Tính không đồng nhất có nghĩa rằng là cùng một cái dịch vụ đấy, cùng một cái sản phẩm đấy, dịch vụ đấy, nhưng mà có thể ở những thời điểm khác nhau thì nó sẽ được cung cấp những cái dịch vụ khác nhau. Cái này là phụ thuộc vào bởi tại lý do làm sao, bởi vì là cái việc mà cung cấp dịch vụ nó khác với việc là các bạn cung cấp một cái sản phẩm hữu hình. Ví dụ bạn giao một cái tivi, cung cấp một cái tivi, thì cái tivi đấy dù ai cung cấp thì nó vẫn là một cái tivi. Nhưng mà xét ở trên khía cạnh dịch vụ, ví dụ như là khi các bạn tới một cái khách sạn để ở chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì cái người đón tiếp của các bạn đó chính là nhân viên của các bạn, hoặc là cái người mà khi các bạn đón tiếp, đón bạn vào, thì nhân viên này đón tiếp thì có thể nó mang đến các bạn một cái cảm giác khác với nhân viên, một cái nhân viên khác. Rồi cái dọn, khi mà phục vụ phòng chẳng hạn, dọn dọn phòng chẳng hạn, bạn ở một ngày xong thì ngày hôm sau thì cái người dọn phòng sẽ vào, đến ngày hôm sau nữa thì một người dọn phòng khác, thì hai cái người dọn phòng khác nhau có thể là nó sẽ tạo ra những cái độ sạch sẽ hoặc là cái độ cái chất lượng dịch vụ của cái việc dọn phòng đấy nó sẽ khác nhau, vân vân. Chính vì lẽ đó thì cái đặc điểm thứ hai của dịch vụ đó là nó không không đồng nhất, tức là nó không 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 consist như là một cái TV, thì TV 1, TV 2 hay TV 3 đều giống nhau, nhưng mà dịch vụ thì nó không phải luôn luôn là như vậy. Cái vấn đề thứ đặc điểm thứ ba đó là cái sản xuất và tiêu dùng đồng thời. Cái đặc điểm thứ ba tức là những cái dịch vụ thì các bạn sẽ sản xuất và tiêu dùng một cái đồng thời, tức là, và chính vì lẽ đó thì cái sự tham gia của cái người cung cấp dịch vụ, tức là cái phía cung cấp dịch vụ, ví dụ như là nhân viên và khách hàng, đóng vai trò rất là quan trọng. Cái interact, cái sự tương tác của khách hàng và cái nhân viên hoặc là cái người cung cấp dịch vụ thì nó diễn ra một cách đồng thời với nhau, thậm chí nếu như thiếu một trong hai thì cái quá trình sản xuất và tiêu dùng nó không thể diễn ra. Và cái đặc điểm thứ tư đó là provisionability, tức là cái việc không thể tích trữ, không thể dịch vụ chúng ta không thể đóng gói nó, bảo quản nó. Ví dụ như các bạn bán một cái vé máy bay xong, ví dụ bay là vào 9 giờ sáng hôm nay, nhưng mà kẹt học môn service marketing, các bạn bảo thôi bảo quản cái vé máy bay đấy lại ngày mai mới bay, không được, đúng không? Không được. Bạn bạn khi đã bạn bạn không thể bảo quản nó, bạn không thể lưu giữ nó khi mà bạn đã mua dịch vụ kia. Cho nên là đấy là một đặc điểm nó khác với lại là TV. Thay vì hôm nay mua cái TV, mua TV đấy, thay vì hôm nay mở ra thì hôm sau mở cũng được, vấn đề gì, nhưng mà mua vé máy bay rồi, hôm nay bay là phải bay, hôm sau bay là có những cái vé đấy mất giá trị. Thì đấy chính là cái điều mà các bạn lưu ý. Các bạn lưu ý như vậy, có bốn cái đặc điểm mà chúng ta phải lưu ý là vô hình, không đồng nhất, sản phẩm và tiêu dùng đồng thời, và không thể tích trữ, là bốn đặc điểm của dịch vụ để chúng ta có thể phân biệt với những hàng hóa thông thường. Bây giờ thì đây chúng ta những cái bảng này thì nó sẽ cho các bạn một cái so sánh nó cụ thể hơn. Cái này thì thầy cũng sẽ nói nhanh thôi. Ví dụ như đối với hàng hóa ở bên này thì nó ngược lại với dịch vụ. Hữu hình, dịch vụ thì vô hình, đúng không nào? Rồi hàng hóa chúng ta có thể là đồng nhất đó, chuẩn hóa đó, là nó thống nhất sản xuất ra TV thì một loạt đều là TV, giống nhau hết. Còn dịch vụ thì nó sẽ không đồng nhất, sản xuất và tiêu dùng là độc lập, thì bên này sản xuất tiêu dùng là đồng thời, sản xuất ra một TV xong để tiêu dùng thì sẽ là một cái giai đoạn khác. Còn ở bên này thì ví dụ cắt tóc chẳng hạn, dịch vụ cắt tóc chẳng hạn, thì các bạn sản xuất và tiêu dùng ngay cùng cùng một lúc, đúng không? Bạn cắt, cái người thợ cắt tóc cho các bạn, tức là họ đang sản xuất, họ tạo ra bạn kiểu đầu, và bạn tiêu dùng, tức là bạn là cái người thụ hưởng luôn cái đầu đấy ngay lập tức, mà không cần phải không có cái câu chuyện là cắt tóc xong rồi bảo quản hỏi bạn là đẹp hay không, được hay không, rồi mới đưa vào để xài, để sử dụng, không có câu chuyện đấy, đúng không? Tương tự như vậy cho cái tính bảo quản và tính không thể bảo quản của không thể tồn kho của dịch vụ. Khó để mà chúng ta có thể bảo quản hoặc là trả lại hoặc là resell lại. Đấy. Cho nên rằng là từ những cái sự khác biệt đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái dẫn đến những cái sự khác biệt trong cách mà chúng ta ứng dụng. Ví dụ như là dịch vụ không thể tồn kho, dịch vụ thì không thể dễ để mà gì
patent là không thể dễ để đăng ký gọi là sở hữu một cái bằng sáng chế, hoặc là một cái sở hữu, một cái quyền sở hữu một cái bằng sáng chế nào đó. Một cái patent là bạn bạn không thể sở hữu một cái patent, một cái bằng sáng chế. Và cái dịch vụ này thì nó rất là dễ để mà có thể được copy bởi những người khác. Đấy là cái điểm mà các bạn cũng lưu ý. Và dịch vụ không không dễ để mà có thể là xuất hiện một cách rõ ràng để chúng ta có thể mô tả về cái dịch vụ đấy, hoặc là chúng ta có thể truyền thông về cái dịch vụ đấy. Nó khó hơn với việc là chúng ta mô tả một cái điện thoại, đặc điểm là như camera mấy chấm, bộ nhớ mấy chấm, bao nhiêu ghi, màn hình bao nhiêu inch. Thì tất cả những cái đấy nó rất là clear và các bạn dễ hình dung. Nhưng mà với dịch vụ thì có thể bạn vẫn mô tả được phòng là rộng bao nhiêu mét vuông, có những cái thiết bị gì, nhưng mà để mà người ta hiểu và hình dung những cái mô tả đấy của các bạn một cách chính xác và đầy đủ thì nó không hề dễ. Và giá, và chính vì nó không hề dễ cho nên như thế, cho nên là cái việc mà các bạn định giá đó, thì nó rất là khó để mà có thể là so sánh, hoặc là rất là khó khi mà nếu bạn có một dịch vụ tốt thì cái việc giá là đắt hay rẻ, cao hay thấp thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cảm nhận chủ quan của cái phía người dùng. Nó khác với những hàng hóa, một cái xe hơi, một cái tivi, một cái điện thoại, thì các bạn có thể tính được những cái chi phí để sản xuất ra nó một cách tương đối clear. Nhưng mà với dịch vụ thì nó không hề dễ. Một cái ly cà phê của Milano 15-20 ngàn với một cái ly cà phê của La Việt 40 mấy 50 ngàn, bản chất là cái chi phí để tạo một ly cà phê đấy là như nhau. Nhưng mà tại sao ở La Việt, ở Highland thì có thể 40 mấy 50 ngàn, nhưng mà ở Milano hoặc là ở những cái cửa hàng cà phê vỉa hè thì nó chỉ là 15-20 ngàn thôi. Đấy là những cái điều mà các bạn phải suy nghĩ để chúng ta có thể ứng dụng trong cái việc là mình chuyển đổi cái mô hình, hoặc là mình có thể là ứng dụng đưa những cái giá trị dịch vụ vào trong cái các cái mô hình kinh doanh của mình để tạo thêm nhiều cái giá trị gia tăng, vân vân. Thì thầy chỉ nói một cái khía cạnh như vậy thôi, còn những cái khía cạnh khác thì các bạn sẽ đọc và tìm hiểu thêm, bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều. Rồi, thì đây là một cái khía cạnh mà thầy đã nói cho các bạn, tức là từ cái bảng này thì triển khai thành các cái slide để mô tả với các bạn. Rồi cái tính không đồng nhất thì ví dụ như là cái vấn đề là chuyển giao dịch vụ và cái sự hài lòng của khách hàng thì nó phụ thuộc vào ai? Nó phụ thuộc vào cái sự cái hành động, cái tương tác giữa nhân viên và khách hàng, đúng không? Ví dụ như vào hôm đó nhân viên đang rất là vui vì tối hôm đó mới đi hẹn hò với người yêu xong về, sáng ra đi làm ca sáng gặp khách hàng, tâm trạng đang vui, cho nên là những cái interact, những cái tương tác nó rất là positive, nó rất là tích cực, nó làm cho cái quá trình chuyển giao dịch vụ đấy và khách hàng nó trở nên thuận lợi. Nhưng mà vào hôm đó gặp cái nhân viên này thì đang tối hôm đó cãi nhau với người yêu chẳng hạn, thì sáng ra cái tâm lý nó không vui, và như vậy nó làm cho cái quá trình tương tác với khách hàng lỡ làm cái gì đấy mình không không hài lòng lắm, dễ sinh là những cái hành 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 xử là nó không chuyên nghiệp, và nó dẫn đến là khách hàng không hài lòng. Cùng là cái dịch vụ đấy, cùng là cái không gian đấy, đúng không ạ? Đấy, hoặc là ngược lại từ phía khách hàng, khi chúng ta gặp một khách hàng lịch sự, một khách hàng rất là dễ thương, ăn nói vô cùng lịch sự với mình, với cái người cung cấp dịch vụ, với nhân viên, thì rõ ràng rằng là mình cũng sẽ tác động lại một cái hành xử, một cái cảm xúc là nó tích cực, và như vậy thì nó cái quá trình chuyển giao dịch vụ đấy nó trở nên rất là thuận lợi, và khách hàng cũng satisfaction và nhân viên cũng cảm thấy là yêu khách hàng này ghê. Nhưng mà nếu như khách hàng là những người bất lịch sự, là một cái người mà họ có một lý do gì đấy họ hành xử một cách thô lỗ và nó làm cho bạn cũng bị ức chế, và như vậy thì nó dẫn đến cái quá trình chuyển giao dịch vụ đấy nó có vấn đề. Đấy, cho nên rằng là cái yếu tố con người là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái dịch vụ mà tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau bàn. Rồi cái chất lượng dịch vụ thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà chúng ta uncontrollable, chúng ta không thể kiểm soát được. Con người là một trong những ví dụ đó. Chúng ta có thể kiểm soát được nhân viên, đúng không nào? Chúng ta có thể kiểm soát được cái quy trình của mình, nhưng chúng ta không thể kiểm soát được toàn bộ những cái action của khách hàng. Chúng ta rất là khó để chúng ta kiểm soát được. Và giả dụ như ngay cả chúng ta có thể kiểm soát được một cái nhóm khách hàng nào đấy, ví dụ như là cái phân khúc của mình khách hàng là khách hàng có thu nhập cao, cái sản phẩm này, cái quán cà phê này, cái không gian này tôi cung cấp là chỉ cho những khách hàng là lịch sự, những khách hàng là có thu nhập cao. Ví dụ như là tôi bán giá cao chẳng hạn, bạn 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 định vị là như vậy. Nhưng mà trong cái đám những khách hàng mà có thu nhập cao đó thì rõ ràng rằng là không phải ai cũng có những hành vi lịch sự,
giống nhau, và không phải ai cũng luôn luôn lịch sự, và kể cả họ là người lịch sự, nhưng mà trong một số các tình huống hoặc một số những cái sự kiện diễn ra nó ngoài cái khả năng kiểm soát của họ, thì chúng ta cũng không thể chắc rằng là họ sẽ là một cái người cũng luôn luôn hành xử trong tất cả các tình huống đó. Cho nên là đấy là cái điều mà chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Đã. Và một cái điểm nữa rằng là không có một cái điều gì chắc chắn rằng là cái dịch vụ mà chúng ta chuyển giao thì nó đúng như những cái kế hoạch hoặc là những cái gì mà chúng ta công bố, bởi vì nó có nhiều yếu tố nó chi phối. Thì đây cũng là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi. Cái việc tiếp theo đó là liên quan đến cái sản xuất và tiêu dùng đồng thời. Thế thì điều mà các bạn lưu ý ở đây là khách hàng sẽ tương tác, sẽ tham gia vào trong cái quá trình mà chúng ta chuyển giao dịch vụ, trong quá trình mà chúng ta thực hiện một cái transaction, một cái giao dịch nào đó, thì luôn luôn có sự hiện diện của khách hàng vào. Đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Chính vì lẽ đó thì khi mà có cái sự tương tác của khách hàng như vậy thì nó sẽ khác với việc là chúng ta sản xuất cái bộ phận sản xuất và cái bộ phận bán hàng nó riêng. Ví dụ như một cái sản xuất thuần túy thì trong cái phân xưởng sản xuất có thể nó dơ bẩn, hoặc có thể là nó không được chỉnh chu, ok không vấn đề gì, nhưng mà các bạn có thể làm ra cái sản phẩm, và cái sản phẩm đấy khi các bạn làm ra, bạn đưa ra một cái showroom để bạn trình diễn, bạn bạn trưng bày thì ok không vấn đề gì cả. Những cái điểm mà có thể là nó không được bắt mắt lắm thì khách hàng không thấy được, nhưng mà với cái vấn đề là dịch vụ đó thì nó khác, hoàn toàn khác. Khi các bạn đến một cái nhà mà các bạn nhìn cái bếp, nhìn cái không gian bếp, nhìn cái không gian quán xá, nhìn cái ly tách, nhìn chén mà nó không sạch sẽ, không tươm tất, thì rõ ràng là chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đến cái quá trình cung cấp dịch vụ của bạn và quá trình thu hưởng của khách hàng. Đấy là điều chắc chắn. Cho nên rằng là nó phải đòi hỏi các bạn phải có một cái sự chỉnh chu và quan tâm hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta có sự tham gia ngay lập tức của khách hàng trong quá trình chúng ta sản xuất ra cái dịch vụ để cung cấp cho khách hàng. Rồi một cái điểm nữa là khách hàng sẽ effect each other, khách hàng sẽ tương tác, tác động lẫn nhau, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Ở đây không biết là bạn nào nếu mà có cơ hội đã từng đi xem một cái show ca nhạc, thì các bạn thấy rằng là của những ca sĩ khác nhau là sẽ có những cái cách hành xử của những cái fan rất là khác nhau. Ví dụ như là ở đây bạn nào yêu Hà Anh Tuấn đúng không, thì các bạn thấy là Hà Anh Tuấn là một trong những cái người mà thường xuyên tổ chức những cái show âm nhạc tại Đà Lạt, và phải nói Hà Anh Tuấn là một người rất yêu Đà Lạt. Thì những cái buổi trình diễn âm nhạc của Hà Anh Tuấn thì luôn gần đây ấy, thì luôn luôn diễn ra ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, với một cái sân khấu ngoài trời cực kỳ đẹp, và được trình bày, trình diễn, được thiết kế đầy tính nghệ thuật ở trong đấy. Và khi bạn đến vào cái trước khi mà giờ xếp hàng để vào 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 sân khấu để xem đó, hàng cái biểu diễn, thì các bạn thấy là một cái hàng dài những cái fan, những cái người hâm mộ giọng hát của anh đứng xếp hàng một cách vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng và không chen lấn, không ồn ào, không xô đẩy. Họ đứng chờ đợi và xếp hàng nhường nhịn nhau một cách rất lịch sự và không một tiếng ồn, không những âm thanh ồn ào, không xả rác, không có những cái hành động mà những cái người cộng đồng xung quanh phải than phiền. Thì đấy chính là cái sự một cái những cái nhóm, những cái người mà hâm mộ họ lịch sự như vậy, họ ảnh hưởng lẫn nhau và họ tạo ra một cái cộng đồng là theo kiểu là rất là khác biệt. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ để các bạn hình dung rằng là chính khách hàng cũng sẽ có những cái tác động lẫn nhau. Nhân viên cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của dịch vụ. Điều này là điều đương nhiên đúng không? Rồi. Cái tính tập trung của hay khác cái tính phân rã, tính gọi là tách tách biệt của dịch vụ, nó là cái điều rất là cần thiết mà không thể nào mà chúng ta tập trung hoặc là đồng có một sự đồng nhất được, tập trung với nhau cùng một thời điểm được. Chúng ta nên nên phân rã ra, bởi vì sản xuất là đồng thời mà, nếu mà chúng ta tập trung vào cùng một thời điểm thì dẫn đến một cái sự quá tải, dẫn đến một cái sự khó khăn để trong cung cấp dịch vụ. Như vậy thì chúng ta cần phải phân rã nó ra, hoặc là chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị nó phù hợp, và sản xuất đồng loạt là một điều rất là khó khăn cho cái dịch vụ. Thì đấy là những cái điều mà các bạn cần lưu ý khi mà chúng ta kết hợp cái đặc điểm, khi mà chúng ta quan tâm về cái đặc điểm là tính sản xuất và tiêu dùng một cái đồng thời.
Tương tự như vậy cho cái vấn đề về về vấn đề về 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 không thể bảo bảo quản, không thể thu hồi, không thể trả lại, không thể tồn kho đó, thì phải nói rằng là đây là một trong những cái khó khăn cho cái vấn đề về 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 giữa nhà cung cấp và bên bên mua bên bán về dịch vụ. Cái này nó liên quan đến cái tính thời điểm, tính mùa vụ các bạn. Phòng thì ví dụ như các bạn khi bạn đi du lịch vào mùa hè thì bao giờ nó cũng rất là đông đúc và giá thường nó cao. Còn vào những mùa thấp điểm thì thường là nó sẽ thuận lợi hơn. Vì nhu cầu cao lên thì buộc các cái nhà cung cấp dịch vụ họ phải làm sao đấy để họ hạn chế cái việc để tiếp cận dịch vụ của những cái nhóm của nhiều khách hàng, vì họ không đủ cái năng lực. Rồi dịch vụ thì không thể trả lại, không thể bán. Không thể bán lại, giống như thầy chia sẻ một đoạn về cái câu chuyện ví dụ như là vé máy bay hoặc là một cái dịch vụ về cắt tóc chẳng hạn. Cắt tóc thì bạn cắt rồi thì bạn không thể cắt rồi bảo xấu quá mà đòi anh cắt tóc, anh phải trả lại cái đầu tóc của em như lúc lúc đầu. Câu chuyện đấy là câu chuyện không thể, đúng không? Đấy. Thì đấy là một vài những cái chia sẻ của các bạn xung quanh bốn cái đặc điểm của dịch vụ mà chúng ta nắm, đó là gì? Vô hình, không đồng nhất, sản xuất tiêu dùng đồng thời và không thể cất trữ. Rồi, cái đánh giá về chất lượng của cái dịch vụ và hàng hóa thì cái đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là thông qua cái mô hình này các bạn sẽ dễ hình dung là dễ để đánh giá và khó để đánh giá một cái trục. Các bạn thấy đối với những cái hàng hóa mà đặc trưng cho hàng hóa một cách rõ nhất đấy, thì bạn thấy rằng là cái vấn đề mà đánh giá nó sẽ thuận lợi hơn ở góc độ là cái chất lượng tìm kiếm, cái ở góc độ là cái sự tìm kiếm nó cao hơn, nó dễ để người ta so sánh hơn. Còn ở góc độ là cái ở giữa, tức là cái hàng hóa và dịch vụ mà nó có cái giao thoa, tức là nó vừa có hữu hình và vừa có vô hình đó, thì nó đòi hỏi là một cái sự gọi là cái chất lượng về trải nghiệm, nó đòi hỏi một sự cao về trải nghiệm để người ta có thể có so sánh, vân vân. Đấy thì các bạn thấy rằng là cái độ khó nó càng ngày càng tăng dần lên. Rồi, những cái thách thức và những cái câu hỏi cho những cái người làm tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ thì có thể nói rằng là đối với lại là những cái người mà làm tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ đó, thì nó có những cái dựa trên những đặc điểm của dịch vụ như vậy như chúng ta đã trình bày, thì các bạn thấy rằng là những cái người làm tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ thì rất là có, họ có những cái thách thức rất là khác biệt so với những cái người làm tiếp thị ở nói chung theo những cái hình thức truyền thống thông thường. Thì thường là những cái vấn đề mà họ gặp phải là ví dụ như là cái cách mà họ define và họ 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 xác định cái chất lượng và cải tiến cái chất lượng. Cái này nhiều khi nó cũng rất là cảm tính và nó khó để chúng ta có thể lượng hóa thành những cái con số cụ thể như là những cái hàng hóa thông thường. Rồi chúng ta thiết kế và đánh giá một cái dịch vụ mới. Nhiều khi cái việc đánh giá một cái dịch vụ là nó dựa trên cái trải nghiệm của cái người dùng, giống như lúc nãy các bạn thấy đó, tức là nó dựa trên cái trải nghiệm. Chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới đánh giá được. Nhưng mà có những dịch vụ mới mà cái sự trải nghiệm là gần như rất là hạn chế. Thì điều này nó tạo ra một thách thức rất lớn cho những người làm tiếp thị để làm sao mà hình dung được, để có thể là truyền tải được cái thông điệp đến với khách hàng. Thì câu chuyện này này nó đặt ra những thách thức. Rồi giao tiếp và duy trì những cái hình ảnh có một cách đồng nhất. Hay nói khác là khi các bạn đã đưa ra một cái thông điệp, các bạn truyền thông các bạn đưa ra một cái thông điệp về cái dịch vụ của tôi là phải là làm một cái gì đấy, làm cái khái niệm gì đấy mà nó đích vào trong cái tâm điều khách hàng, làm cái hình ảnh A nào đó, đúng không? Thế thì làm thế nào để mà mình tiếp tục duy trì cái hình ảnh A đó trong tâm trí của khách hàng, thì đấy là một thách thức không hề nhỏ. Bởi vì như chúng ta đã nói là cái dịch vụ thì nó luôn luôn là có một cái sự là không đồng nhất, cho nên là để đạt tạo được sự đồng nhất này thì nó đặt ra một cái thách thức rất là lớn cho những người làm tiếp thị, vân vân. Rồi cái nhu cầu thì là fluctuating, tức là nhu cầu luôn luôn có những cái sự thay đổi, biến động rất là nhanh. Biến động rất là nhanh. Rồi sự cái cam kết của nhân viên, cái cam kết của nhân viên đối với lại là trong quá trình cung cấp dịch vụ,
về sự cái động cơ cam kết, về những cái gọi là động lực làm việc của nhân viên, cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải hết sức là cân nhắc. Vì nếu như mà nhân viên họ không hài lòng, nếu như nhân viên mà họ không có động lực, nếu nhân viên mà họ làm việc không xuất phát từ cái tâm của họ đó, thì rất dễ dẫn đến rằng là có cái sự chệch choạc trong cái vấn đề cung cấp dịch vụ cho khách hàng này. À, một cái nhân viên làm việc có tâm cũng trong lĩnh vực dịch vụ nó khác với một cái nhân viên là chỉ làm cho xong việc để về. Hai câu chuyện đấy khác nhau. À, mức lương có thể là một cái là một cái khía cạnh để đo lường, nhưng mà rõ ràng rằng nó rất là khó. Rồi setting price, thiết lập một mức giá như thế nào đây? À, thì như tôi đã nói với các bạn, việc mà định một cái mức giá ở trong lĩnh vực dịch vụ nó sẽ khó hơn và nó sẽ khác hơn so với việc định giá trong cái lĩnh vực hàng hóa thông thường. Định giá trong lĩnh vực hàng hóa thông thường, chúng ta có thể định giá dựa trên chi phí các nguyên liệu đầu vào làm ra bao nhiêu, tính là mức giá cộng với một cái mức phần trăm lợi nhuận, và chúng ta phải có được một mức giá. Nhưng mà với dịch vụ thì không 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 đơn thuần là như vậy. À, không đơn thuần là như vậy. Cái sự khác biệt về dịch vụ nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt về mức giá. Bạn thấy cũng là cắt tóc, nhưng mà có nơi thì là 15-20 ngàn, nhưng mà có nơi thì vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu đồng, đúng không? Cũng là cà phê nhưng mà có nơi thì vài chục ngàn, 10-15 ngàn một ly, nhưng có nơi là 40-50 ngàn, thậm chí có nơi là vài trăm ngàn một ly. Thế thì điều gì nó tạo nên cái sự khác biệt đấy? À, thì cái người tiếp thị phải hiểu và định một cái mức giá phù hợp, vân vân. Rồi các cái vấn đề liên quan đến tổ chức, các cái chiến lược, rồi các cái ra quyết định, à, rồi tìm được cái sự cân bằng giữa cái chuẩn hóa sản phẩm và cá nhân hóa sản phẩm, tức là chuẩn hóa và cá nhân hóa dịch vụ. Rất là khó. À, chúng ta luôn luôn mong muốn cung cấp một cái dịch vụ nó ổn định. Tức là muốn ổn định thì chúng ta phải có một cái sự chuẩn hóa nào đó trong cái quy trình cung cấp dịch vụ của mình. Nhưng mà nếu như mà có cái sự chuẩn hóa như vậy thì nó cũng dẫn đến một cái mâu thuẫn là, thế thì đối với những khách hàng khác nhau, đối với những cái con người khác nhau, đối với những cái thì mình phải khớp với cái nhu cầu mong muốn của họ một cách tốt nhất, thì lúc đấy nó mang đến sự hài lòng của họ một cách cao nhất. Thì câu chuyện này nó gần như là một cái sự mâu thuẫn, và bao nhiêu là chuẩn hóa, bao nhiêu là một cái sự gia giảm để cho nhân viên có thể có những linh động để mà đáp ứng cho cái khách hàng tốt hơn. Thì đấy là một trong những cái thách thức rất là lớn cho những cái người quản lý cũng như là những người làm tiếp thị. Ví dụ khi các bạn vào một ăn ở một cái nhà hàng thì chuẩn quy định chuẩn của nhà hàng là, à, một cái bàn ăn nó phải có những cái gì, dao đĩa bố trí làm sao, bàn như thế nào, độ sạch sẽ như nào, đúng không? Nhưng mà cái nhân viên, cái cô khách hàng này bạn, và cái hoa được bố trí là cái hoa loại gì, à, bình hoa cắm như nào, nhưng mà bạn biết rằng là, à, quy trình là như vậy và bắt buộc bạn phải setup như vậy, nhưng mà bạn cái khách hàng này đã đến với bạn và bạn hiểu, và bạn bằng những cái tín hiệu, bằng những cách thức nào đó bạn biết rằng là khách hàng này không thích hoa hồng chẳng hạn, đúng không? Thì nếu như bạn chuẩn hóa dịch vụ là trên bàn phải có hoa hồng, thì như vậy rõ ràng rằng là bạn đáp ứng được cái sự chuẩn hóa về mặt dịch vụ của bạn, nhưng mà bạn lại không là không 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 đáp ứng cái khách hàng, không 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 thỏa không có thể dẫn đến là không thỏa mãn được cái khách hàng vì cô này không thích hoa hồng. Như vậy thì cô này cố thích không thích hoa hồng, vậy thì lúc đấy bạn phải có một cái mức độ cho phép để nhân viên có thể linh hoạt trong cái câu chuyện này. Thì đấy là một cái thách thức rất là lớn, thách thức từ phía cái người quản lý, cũng như là thách thức từ cái độ nhạy, cái khả năng, cái kinh nghiệm xử lý của người nhân viên đó. À, nên là đấy là những cái thách thức mà rất là lớn mà những cái người làm tiếp thị phải phải hiểu. Rồi bộ rồi là ví dụ như là protecting, bảo vệ những cái khái niệm mới về dịch vụ đối với lại là so với lại các cái nhà đối thủ của các bạn. Thì ví dụ như một cái quy định sản xuất ra một cái gì đấy, nó có thể là khó, hoặc là cần có thời gian để các bạn phải bắt chước, hoặc là bạn phải cần máy móc để bạn tạo ra cái sản phẩm. Nhưng mà với một cái khái niệm về dịch vụ đó thì rất là dễ bị bắt chước, rất là dễ bị bắt chước, và thậm chí cái người đối thủ sau họ có thể cung cấp một cái dịch vụ mà nó còn khác biệt và nó tốt hơn cái sản phẩm, tốt hơn cái dịch vụ mà bạn đang làm. Đấy là một thách thức không hề nhỏ. Đấy là một thách thức không hề nhỏ. Rồi cái truyền thông về chất lượng và cái giá trị đối với khách hàng, à, nhiều lúc mình truyền thông quá mà khách hàng thực sự họ không cảm nhận được, mà khi họ đến họ trải nghiệm, họ sử dụng cái dịch vụ của các bạn mà không đúng như những gì mà bạn nói thì nó cũng trật lắm.
À, bạn nói hay, nó dẫn đến là bạn nói láo, quảng cáo láo, bạn nói hay về dịch vụ, bạn nói hay về cái này cái kia, nhưng mà khi khách hàng thực sự họ cảm nhận thì khi họ đến họ dùng và họ thấy rằng là nó tất quất. À, nó giống như kiểu là bạn chụp hình xong ảo ha, chụp hình điểm khu điểm này, khu du lịch này, chụp hình lên nhìn lung linh, nhưng mà khi bạn tới bạn thất vọng. Như vậy thì cái giao tiếp đấy nó không phải là một cái truyền thông tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu như bạn có những cái dịch vụ, bạn có những cái chất lượng tốt, nhưng mà bạn truyền thông nó không được hay, không được hiệu quả, dẫn đến là cái cảm nhận về cái dịch vụ, hoặc là cái ghi nhận, cái định hình về cái dịch vụ của bạn trong cái suy nghĩ khách hàng là nó chỉ như vậy, là một cái nó thấp hơn những cái thực tế mà bạn có. Như vậy bạn bỏ mất cái cơ hội để nhận được thêm những khách hàng này. Vì thường khi khách hàng đánh giá như vậy thì họ sẽ không đến dịch vụ của bạn, vì họ đánh giá nó thấp hơn những cái đối thủ hoặc thấp hơn những người khác. Thì làm thế nào để mình truyền tải đến đúng cái giá trị mình có với đúng với cái kỳ vọng của khách hàng, thì đó cũng là một cái nghệ thuật rất khó của những người làm tiếp thị trong ngành dịch vụ. Và cuối cùng đó là cái đảm bảo việc chuyển giao cái chất lượng dịch vụ là phải consistent, tức là nó phải đồng nhất trong quá trình chuyển giao với nhau. À, và cái câu chuyện này như thầy đã nói với bạn trong quá trình trình bày lúc nãy đó, cũng không phải là một câu chuyện dễ. À, vì nó phụ thuộc vào yếu tố con người, và con người thì sớm nắng chiều mưa, à, đủ các kiểu. À, thì đấy là một vài những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta quan tâm đến cái câu chuyện về những cái thách thức và những cái câu hỏi, những cái khó khăn mà những cái người làm tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ cần phải suy nghĩ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái nội dung quan trọng cuối cùng, đó là các cái công cụ của marketing mix. À, thế thì traditional marketing mix thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta học marketing căn bản rồi, học nguyên quản trị marketing rồi, thì chúng ta rất là quen thuộc với chiến lược marketing mix là 4P, đúng không? 4P là chúng ta có product, sản phẩm, chúng ta có price là giá, chúng ta có place là phân phối, và chúng ta có promotion là xúc tiến, đúng không? Chúng ta có bốn cái chiến lược rất là basic mà chúng ta đã từng học, đúng không? Để mà chúng ta có thể là sử dụng để làm thỏa mãn hoặc là giao tiếp với khách hàng thông qua bốn công cụ truyền thống này: giá, sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến. Thì đối với lĩnh vực về dịch vụ đó, thì bên cạnh bốn cái yếu tố truyền thống đó thì chúng ta còn có thêm ba cái P nữa, và người ta tạm gọi cái marketing mix cho dịch vụ là chiến lược marketing 7P, 7P. Thì ngoài ba cái bốn cái P là product, price, place and promotion, thì chúng ta có thêm ba P nữa, đó là people, đó là physical evidence và process. Chúng ta có ba P nữa là như vậy. Thì people ở đây là gì? People ở đây được hiểu là yếu tố con người, tức là tất cả những cái đối tượng mà nó liên quan trong cái quá trình chuyển giao cái dịch vụ và ảnh hưởng đến cái cảm nhận của cái người mua. À, ví dụ như là các cái yếu tố về tính cách, rồi về khách hàng, rồi về những cái người cung cấp, nhân viên, rồi partner, đối tác của cái mình, vân vân, thì nó sẽ liên quan đến cái điều này. Rồi còn physical evidence là gì? Thì physical evidence đó chính là những cái yếu tố mà nó liên quan đến, chính là cái môi trường của dịch vụ, môi trường nó liên quan đến dịch vụ để mà được chuyển giao, vào nơi mà doanh nghiệp và khách hàng họ sẽ tương tác với nhau. Ví dụ như bạn đến một cái nhà hàng, đúng không nào, bạn đều để ăn, ăn tối chẳng hạn, thì cái không gian của nhà hàng đấy để giúp cho bạn sử dụng cái dịch tương tác với khách hàng của bạn, đó chính là cái không gian dịch vụ, là bàn ghế, là âm nhạc, là mùi hương, là không gian, rồi áo quần đồng phục của nhân viên, rồi cái
nhà vệ sinh, vân vân, máy điều hòa, những cái bức tranh, vân vân, thì tất cả những cái yếu tố đấy nó thuộc về physical evidence, tức là cái không gian để bạn chuyển giao, bạn cung cấp cái dịch vụ giúp cho bạn và giúp cho cái doanh nghiệp của bạn và khách hàng có cái sự tương tác với nhau. Và hay nói khác đó là bất cứ một cái yếu tố hữu hình nào mà chúng ta có thể thấy được, sờ mó cầm nắm được, đấy chính là những cái vấn đề nó thuộc về physical evidence. Thì có hẳn một cái chương nói về cái không gian điện vụ. Cái physical evidence này hay một số sách, một số cái tài liệu nó còn dùng một cái thuật ngữ khác, nó gọi là service escape, không gian dịch vụ. À, thì hai cái cụm từ này tạm tạm được xem như là giống nhau để bạn hình dung. Và cái P thứ ba đó là cái process, là quy trình. À, đó chính là cái quy trình, và cái quy trình mà để các bạn có thể là gì, chuyển giao cái dịch vụ đấy và vận hành cái dịch vụ đấy. Ví dụ như là khi các bạn vào một quán cà phê thì quy trình của một quán cà phê là gì? À, khi bạn vào quán cà phê thì có thể có hai cách, hoặc là bạn tới bàn, khi bạn tới bàn ngồi thì nhân viên, quy trình là nhân viên sẽ tới gặp bạn, sẽ bắt đầu đưa menu cho bạn, hỏi rằng là bạn sẽ uống cái món gì, cái thời hoặc là gì, nếu mà công ty mà kỹ nữa đó thì có thể đưa đưa menu xong thì có thể là gì, quan sát và chờ đợi khoảng từ 2 đến 3 phút để khách hàng có thể xem menu và chọn lựa, đúng không? Sau đó bạn sẽ ghi cái menu, ghi cái order của khách hàng, và sau đó đưa cái order này đến cho cái bộ phận là gì, bộ phận là gì, nhà hàng, bộ phận mà tiếp cái order này này, để mà bắt đầu bộ phận pha chế đó, để làm ra sản phẩm. Và sau đó thì là gì, với cái sản phẩm này thì bộ pha chế làm trong vòng bao nhiêu phút, thiết kế quy trình, và sau đó thì bạn sẽ đưa ra cho khách hàng, và tính tiền, và kèm theo đó là bill, hay là khi khách hàng ra rồi mới lại là gọi bill thì các bạn mới đưa bill tới, vì lúc đấy là lúc mà đưa cho bếp thì bạn đồng thời cũng nhập cái bill đấy vô. Hoặc là các bạn sử dụng công nghệ, dùng iPad, các bạn có thể order trực tiếp, và khi bạn tích vào thì ngay lập tức ở trong cái nhà bếp họ cũng có một cái máy màn hình to, ở trong đó họ thấy rằng là đang order cái sản phẩm gì, và họ sẽ nhìn trên đấy họ làm, tiết kiệm được thời gian di chuyển của giữa bên cái bộ phận là waiter và cái bộ phận là bếp, vân vân. Thì đấy là quy trình, một cái ví dụ về quy trình để cho các bạn hình dung. Thì các bạn thấy rằng là cái quy trình này nếu mà chúng ta làm càng tốt đó, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái sự biến động, cái sự không đồng nhất về mặt dịch vụ. Ví dụ như các bạn thấy một số các ngân hàng họ họ lượng hóa được cái quy trình này là mất bao nhiêu phút. Ví dụ như khi vào Techcombank chẳng hạn, bạn mở thẻ, thì ở trong Techcombank họ đã lượng hóa được khi bạn mở thẻ thì cái thời gian để mà một khách hàng đến và làm thủ tục mở thẻ là một khách hàng như vậy là mất bao nhiêu phút, và nhân viên đấy phải xử lý đúng trong vòng cái thời gian đó. Nếu xử lý vượt quá thời gian theo quy định, nhân viên đấy là vi phạm. À, đấy thì họ lượng hóa được như vậy. Nếu mà quy trình tốt thì bạn phải lượng hóa được đến mức độ như vậy để bạn định lượng, định biên được cái lực lượng lao động, và bạn sẽ đưa ra được những KPI cho cái nhân viên của mình một cách tốt nhất. Rồi, thì đấy là những cái điều mà chia sẻ với mình, 7P cho lĩnh vực dịch vụ. Vậy chúng ta có thêm 3 cái P là people, physical evidence và process. Thì ứng dụng của những cái này thì các bạn cũng dễ hình dung thôi. Những cái 4P truyền thống thì thầy không nói lại nhiều nữa. Ví dụ như là products thì nó liên quan đến cái gì? Ví dụ như là liên quan đến đặc điểm về sản vật, đặc điểm bên ngoài của sản phẩm, dịch vụ sản phẩm này, chất lượng, về những cái accessory, những cái phụ kiện đi kèm, đóng gói như nào, bảo hành, thương hiệu, phân phối thì qua kênh nào, cửa hàng hay là qua các cái kênh trung gian, rồi promotion thì thông thông qua cái nào. Trong promotion thì các bạn sẽ có hai loại, một là gì, quảng cáo, và hai là gì, sale, quảng cáo để cung cấp thông tin, còn hai là sale để mà gì, giảm giá và khuyến khích, kích thích cái hoạt động mua bán. Còn trong cái chiến lược giá thì giá như nào, flexible, giá cao, giá hơn vang sữa, giá khác biệt, vân vân.
Cái này chúng ta đã học rồi. Còn đối với lại là ba cái P còn lại thì chúng ta sẽ chú ý hơn chút xíu trong lĩnh vực dịch vụ, vì nó là có cái sự, đây chính là sự khác biệt. Bên cạnh những cái điều mà chung thì cái sự khác biệt ở đây là people. People ở đây thì liên quan đến như thầy nói là nhân viên, tuyển dụng như thế nào, huấn luyện ra làm sao, tạo cái động lực làm việc cho họ như thế nào, thường thường cho họ làm việc nhóm. Rồi khách hàng phục vụ khách hàng là một chuyện rồi, nhưng mà nhiều lúc mình phải educate, mình phải là giáo dục, mà phải dạy dỗ, phải huấn luyện cho khách hàng để họ sử dụng cái dịch vụ của mình. Nhiều có những cái sản phẩm, có những cái dịch vụ của mình khách hàng họ chưa bao giờ có một cái experience về cái sản, về cái dịch vụ của mình, thì để họ có thể dùng được cái dịch vụ này thì mình phải là gì, educate cho họ, educate như thế nào để khách hàng thấy rằng là mày đang dạy dạy đời tao hả, không phải, mà họ cảm thấy là họ đang học hỏi những điều mới mẻ, họ đang mình đang giúp họ để mà gì trải nghiệm cái dịch vụ này tốt hơn. Thì đấy là một cái nghệ thuật, đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Rồi physical evidence thì như thầy đã nói là liên quan đến những cái vấn đề về thiết kế, về các cái thiết bị, về đa trọng đồng phục của nhân viên, trang web của dịch vụ, rồi những cái yếu tố như là name card, rồi bảo hành, bảo dưỡng, vân vân, thì những cái thuộc về physical evidence. Cho nên là không phải vô cớ mà người ta, một số các cái ngân hàng các bạn thấy rằng là họ bắt phải có đồng phục cho nhân viên, và thậm chí là có những cái ngân hàng, có những cái đơn vị là họ phải cho tiền các cái teller đó, nhân viên ngân hàng nữ, là hàng tháng chủ ngân hàng họ cho tiền chỗ trang điểm, và cái tiền để làm đẹp, một tháng bao nhiêu tiền đấy để cho tiền son phấn làm đẹp, vì đấy là bộ mặt của họ, bộ mặt của bạn là bộ mặt của họ, cho nên là họ chăm chút, họ đầu tư như vậy. Process thì là những cái dòng chảy, các cái hoạt động mà được chuẩn hóa để chúng ta có thể là xử lý nó một cách là lượng hóa được nó, hoặc là số lượng những cái bước để thực hiện quy trình như nào. Thì thường khi bạn vào làm ở trong một cái nhà hàng hoặc một khách sạn nào đấy thì các bạn sẽ nắm học học quy trình, gọi là học quy trình, là quy trình lễ tân thì các bạn phải làm cái gì, đầu tiên khi khách đến thì phải làm gì, xin passport, đăng ký như thế nào, vân vân. Là một cái dịch vụ khi khách hàng bạn bán xe hơi chẳng hạn, bạn làm ở trong một cái showroom xe hơi thì khách hàng đến thì đầu tiên bạn phải làm gì, cho khách hàng như thế nào, mời khách hàng vào đâu, và phải giới thiệu với khách hàng như thế nào, hoặc là quan sát như thế nào để mà xem và có những recommend, vân vân. Tất cả đấy là nó đều thành process, và nó có thể là những cái bí kíp riêng của từng doanh nghiệp để các bạn sẽ học và các bạn sẽ làm trong quá trình các bạn trở thành một nhân viên của họ. Rồi. Cái cách để bạn sử dụng cái chiến lược 7P thì về cơ bản đầu tiên là các bạn sẽ phải có một cái sự đánh giá tổng thể. Cái cách đầu tiên là chúng ta sẽ có một sự đánh giá tổng thể về các cái chiến lược mà doanh nghiệp đang sử dụng, thông qua một loạt những cái câu hỏi, ví dụ như là cái doanh nghiệp này, hoặc là cái doanh nghiệp của chúng ta đã sử dụng cái chiến lược marketing mix nó hiệu quả như thế nào. Rồi cái chiến lược marketing mix này nó có thống nhất, nó có gắn kết với cái chiến lược và cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của doanh nghiệp hay không, và đâu là những cái điểm mạnh điểm yếu của cái chiến lược 7P này ở trong cái doanh nghiệp này, thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi như vậy. Và từ việc trả lời những câu hỏi như vậy thì mình sẽ có thể là ứng dụng ở trong một số các cái lĩnh vực dịch vụ cụ thể, thông qua một số các cái phát thảo ban đầu bằng những cái câu hỏi, ví dụ như là khách hàng của mình là ai. Trong marketing thì các bạn đã học rồi, tức là dù bất cứ một cái chiến lược gì nào, trước khi các bạn triển khai một chiến lược thì bạn phải hiểu rằng là mình đang phục vụ ai. Hay nói khác là phân khúc khách hàng của mình là ai. Đúng không ạ? Khách hàng là những người có tiền thì sẽ phải phục vụ như thế nào so với những khách hàng là những người thu nhập bình 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 dân, đúng không? Khách hàng là những cái người ở đô thị, à, là những người ở thành phố thì phải phục vụ như nào so với khách hàng ở những khu vực nông thôn, mình phải hiểu. Rồi cái dịch vụ là gì, dịch vụ của mình là gì, mình hiểu dịch vụ này là của mình là cái gì, là gồm những cái gì, đâu là những cái lõi, đâu là những cái thứ gia giảm, đâu là những cái thứ mà nó tạo ra cái sự khác biệt. Đúng không? Rồi cái công cụ marketing mix này này thì nó sẽ hiệu quả như thế nào cho các hoạt động về giao tiếp, và để mà mang đến những cái giao tiếp cho về về lợi ích và cái chất lượng. Thế thì
nó sẽ phải trả lời những câu hỏi như vậy, và đâu là những cái thay đổi hoặc là đâu là những cái cải tiến mà cần phải làm cho cái lĩnh vực dịch vụ mà mình đang muốn triển khai thì 7P này. Đấy. Thì đấy là một số những cái nội dung liên quan đến cái marketing mix 7P mà thầy đã giới thiệu với các bạn. Như vậy là chúng ta có thêm ba cái P mới nha. So với lại là những cái kiến thức cơ bản mà các bạn đã học là people, là physical evidence hoặc là service escape, và cái thứ ba đó chính là cái process. Thì đấy là những cái nội dung mà đã chia sẻ với các bạn xung quanh cái chương này, là chương đầu tiên, để cho các bạn có một cái nhìn background về dịch vụ, về dịch vụ. Và như vậy đó, thì tóm lại của cái nội dung của cái chương này ở đây các bạn cần phải lưu ý, đó chính là gì, dù cái công cụ nào, dù đặc điểm nào, dù dịch vụ nào, thì với cái cách tiếp cận của marketing dịch vụ ở đây thì chúng ta phải xoáy vào cái câu chuyện đó là đúng không? Chuẩn hóa như thế nào ha, nhân viên tương tác nào, vân vân, tất cả đều hướng đến làm sao là mình phải 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 nhìn khách hàng như một cái tài sản, và tất cả những cái ứng phó của mình phải hướng đến việc là phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, để làm sao mà có thể là tạo được những cái giá trị cho họ, để rồi từ những cái việc mình tạo ra giá trị cho họ thì họ sẽ quay trở lại, đóng góp trở lại cho cái profit, cho cái lợi nhuận, cho cái sự phát triển của doanh nghiệp. Và hay nói khác đó chính là mình phải xây dựng được một cái relationship với khách hàng cực kỳ tốt, thông hơn là tập trung vào từng cái hoạt động giao dịch. Thay vì mình bán một cái ly cà phê ở cái quán cà phê của mình thì mình phải làm sao mình xây dựng được cái mối quan hệ của khách hàng, để mỗi một cái hoạt động bán cà phê như vậy nó sẽ trở nên automatic, cái khách hàng đấy họ đến với mình bởi vì họ thích cái dịch vụ, họ thích cái trải nghiệm, họ thích một cái không gian, họ thích một cái cách thức ở quán cà phê của mình. Và như vậy thì bạn mới bán được, bạn mới bán được nhiều ly cà phê hơn, bạn mới có được nhiều khách hàng hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là chăm chăm làm thế nào để mình bán được ly cà phê ngày hôm nay là đủ. Thì câu chuyện đấy không phải là câu chuyện của việc làm business, không phải là câu chuyện của việc build một cái long term relationship với khách hàng. À, đấy là một vài những cái điều để chia sẻ để kết thúc cho cái chương này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái chương tiếp theo là chương 2. Khi chúng ta có một cái bài test vào cuối chương. Tuy nhiên thì trước khi đi vào cái chương 2 thì thầy muốn các bạn sẽ quay trở lại cái màn hình trong cái khóa học của các bạn, để chúng ta cùng xem một cái video, video về về Amazon đã